Rồi cả nhà ơi, bây giờ tối rồi, bà bá quyết định là bà bá đi không cần cái đó luôn, mà đi xa nữa, đi xa luôn, đi từ đó qua đây luôn đó. Đó đi hơi bị nhiều luôn, đi như robot vậy đó. Đi như robot vậy đó. Đó, mẹ Mai thì cầm mấy cây đó để sẵn, nào mà bá mệt là đưa qua liền. Đi vòng tròn đi. Cái tay bà bá dãy dãy như vậy là lấy đà đó cả nhà. Mỗi lần nhắc cái chân lên là phải dãy cái tay một cái vậy đó. Đó quá dữ luôn, quá ghê rồi. Chuyến này là tái khám Sài Gòn là đi phà phà luôn đó, đi phòng luôn, đi phòng luôn. Đi phòng đi ngủ luôn. Đi phòng đi ngủ luôn rồi. Ủa sao kỳ vậy? Chưa à, sao đi ngủ luôn rồi? Mình làm mấy vòng ở đây tại ngày mai là bà bá sợ diêm người á, thì ngày mình xác định ngày mai mình diêm người. Ôi, nghỉ mệt chứ đi, ý là ý là ngày mai bà bá xác định là bà bá diêm người rồi thì bữa nay mình làm tới bến luôn đi. Mặt căng quá vậy, đi mặt căng quá vậy. Môi mỏ gì bóng lại chứ vậy. Mình đi thả lỏng chứ đi. Đó cái miệng nè, mày để cái miệng hồi bấm lại. Đó thôi đi phòng đi nha. Anh biết nha, anh xin nha. Đây nãy giờ là đi không có dịnh cái gì luôn nha cả nhà, không có dịnh cái gì luôn. Đó từ không đi được rồi đi chống tó, rồi bây giờ là đi không cần luôn. Rồi đó là đi ngủ luôn rồi đó cả nhà. Ngủ luôn à. Ôi ơi, chào cả nhà nha, sáng mai quay tiếp cho cả nhà coi. Sáng bữa nay thì Huy sẽ cạo cho bà bá cái đầu này, tại vì bà bá muốn để cho nó sát luôn á. Giờ tóc nó ngực quá. Này giờ bật lên mà, bật lên số 0 á. Đây là lần đầu tiên mình xài cái này luôn. Thành tay đi, không có gì trên á, thử thì dạng tay đi. Mình đâu, không có đứt được. Nó có cái cỡ của nó rồi. Chỉ cần mày đừng có đục là được rồi. Đó, để sát đi. Để bình thường, lẻ tay để hết pin mà đẩy vô đó. Đẩy qua một lượt hết. Cho ngồi im đi. Đâu, cái này không nhúc nhích, cũng đâu có bị gì đâu. Đưa mũi xuống để chứ đừng có sắn bực gì không có được thôi, chứ để bình thường vậy thôi, để dạng tay lên mới được. Mình chịu đeo khẩu trang vậy chứ. Gì trời, đẩy gì mà nhát tay dữ gì trời. Đã nói cái này nó không có đứt thịt. Tập trường hợp thì mình sắn bụp á thì cái mũi nhọn nó đâm vô thì chảy máu. Chứ đừng có cử động. Dạ. Chứ giật hoài nó đâm vô thiệt. Cái gì ấy, dù đừng cùng, cứ để bình thường thì đừng cử động hả? Chạy cứ lắc hoài. Thôi có cơm xuống chưa? Đầu chọc này dễ đẩy muốn chết luôn. Nhưng mà cho đừng cử động nữa. Gì đâu mà ấy, cạo đầu mà cử động hoài. Lẹ tay ông ơi, cái gì mà từ về ra làm sao mà xong. Dướng mà. Dướng gì, dướng da hả? Dướng thì thân nhân lại ta giúp cho ta đẩy lại.
biết đẩy này nó mới sát nha, không biết cái ngóc cái mỏ lên được. Trên trời ơi, tìm thấy mình vuốt lên thì nó đi lên khoảng gì đó, đưa lên thì nó vuốt lên sớm quá rồi nó đâu có ăn được gì. Rồi cả nhà ơi, bữa nay là Huy làm bò bít tết nè, bò bít tết cho bà bá nè. Cái này ướp nè, mẹ Huy chỉ ướp. Đó, cái này ướp. Này bữa nay có trứng ướp la nè, có pate nè, pate. Này bò bít tết. Đó, khoai tây chiên bên đây nữa. Rồi bây giờ chuẩn bị làm thôi nha cả nhà. Làm cho bà bá ăn. Giờ chiên khoai tây chứ nha cả nhà. Làm khoai tây chiên chứ. Đây nha cả nhà, đây khoai tây chiên. Cái này cũng làm dễ lắm. Cái món này Huy thấy dễ. Mình lấy bò ra mình ướp, mình xắt khoai tây ra mình chiên, rồi mình chiên bò. Rưới lên tại là có chiên cho mẹ Huy bán cơm á. Cứ đắp lại nó còn mãi nữa, mình cứ đuối dầu lên là nó bao lại cái màn trắng là mình đem ra là nó đâu có bị gì đâu. Hồi xưa mẹ Huy bán cơm rồi cứ làm gì đó. Cho cái dưới nó vàng vàng xíu là mình lấy ra được. Lướn bò hay là chiên bò.
con đang nướng tay trái không có đây, thần đây 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 đưa lên ra chở cho đây 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 được được ê mẹ cầm quay coi con chở được nổ quá gì ta đi được chưa mẹ hai chín nữa cái chín chín chứ không sống mà ổng mình chị ăn đâu trời ơi ổng như tết vậy người ta lao cái bếp sẵn luôn rồi nổi nổi cái bông cái nắp đậy lại đi cái nắp nặng kìa lấy nắp đậy lại thôi gấp ra được rồi đó được rồi đó được rồi gấp ra được rồi trời ơi chở ra ngoài nó nổ quá trời luôn rồi cái gì mà kỳ cục vậy đây nè nó dính nước trên tủ lạnh đây nè vẫn nổ mẹ đi nó khét hết rồi vẫn còn nổ ít dầu nó không có nổ rồi dầu nhiều nó nổ hết trơn cái bếp luôn rồi trời trời chết bà vậy thôi tao lao sản luôn thì chở qua trở lại lấy đồ đũa nè tao nhắc tao chở tao trở lại chưa được mà đá mẹ chín quá là nó bị dai mẹ chín mà ăn sống được thì mẹ ăn không phải tại vì nó vậy nó mỏng mà đâu có dày đâu rồi mình gắt ra đây gắt bỏ dĩa đây kẻ này đi không mới mua giết ba cục luôn ha có tao sẵn sẵn rồi đó chở đi có ba tê để thơm đây hoàn thành ba dĩa nha cả nhà à ba dĩa của Quy làm đó đó ơi nhìn cũng sang lắm hiếm chứ lắm nha sang lắm nha này là hàng hiếm đó sang lắm đó nhìn sang trọng lắm đó à, rất là ngon nha cả nhà Quy làm cho bà bá ăn đó ừ nó làm á nghe hai tôi vô tôi bếp tôi dẹt nó khùng luôn á rồi ăn ra cả nhà ơi mà cả nhà ăn bò bít tết nha cái này trang lên thôi đúng không ạ đang làm dành bọc gà vậy nè cho nó lấy nha con lấy nước tương kia quá ớt mẹ ăn ớt hả có gì đâu nó cũng cay mà chấm mà nó có cái hậu nó chua chua á dẫu cái gì đâu hả có như là có mùi gừng ấy làm gì đó cũng được mà thôi đây ốp la của Huy là cái nào cũng ốp hết trơn nha cả nhà ốp nó bị đỉnh cái luôn nào, cái nào cũng ốp hết trơn đó đây cái nào cũng ốp quá ốp xong về la luôn ai đó ốp la mà la nè để cái là ốp la này chấm nè ấy từ giờ chưa thì cái môn này rồi. Mời cả nhà ăn bò bít tết quá ăn à ăn chết tôi lên hàng mà cái này sẵn bồi dưỡng luôn này ăn ké nha cả nhà ké có bà bá thôi nè mời cả nhà ăn bò bít tết nè à, bò tê gan dầm da dầm như chỗ này nè wow. Chấm cái bò tê gan này nó thơm dầm chỗ này nè cái chỗ mà mình chấm với bò này chỗ có nước tương đó vô chết người rồi mời cả nhà ăn bò bít tết nha rồi mời cả nhà bên nước ngoài tao không có bánh mì không có ốp la chỉ có cái cục bò bít tết với cái gì giống như cây măng vậy mày nhỏ con quên rồi cái gì giống như cây măng nhỏ con quên rồi tao măng tây hả măng tây đúng rồi thôi mời cả nhà đây con hồ rí
ghé luôn hả? Ừ. Tí tương ớt. Có tương ớt mà ngon. Nhưng mà đậy không có cay. Ngon. Con làm ngon lắm. Mèo khen mèo dài đuôi. Đây là thưởng cho bà, tại là bà tối đó, bà đi quá trời đi á. Đi nhiều quá. Đi quá trời đi đến nổi luôn nha. Đi quá trời đến nổi luôn mà. Nó còn sống sống không? Sống sống đó. Bò nó phải vậy. Nhưng mà mệt mà. Cái bò này á, do mình lấy đồ á, mình đập vô nó, mình dằn nó, cho nó mềm. Đấy là gì vậy? Cho nên dù mình có làm cho nó cứng thì nó cũng không có bị gì dai. Ăn gì nào không có chịu ăn à? Ăn lên nó buồn lắm à. Ăn có không khí được. Kéo cắt này mà nó còn dính nhiều có kéo à được kéo đây được cái ấy đây tôi làm cho được kéo được nhấp mấy cái không đây kéo ra với tệ vậy đó ta kêu bằng gì chính là ba chính là chính phần sống vậy đó ấy là chính là chính phần chính một phần sống vậy đó. Mà ở nước ngoài nó ăn đâu có ăn vậy đâu. Người ta nước ngoài ta ăn là không có chín gì với mình đâu. Tầm 6 phần 9 là ít. Nhiều người ta ăn ít hơn nữa. Có 7 3. 7 3. 8. 8 8 8 2. Thấy không? Chứ không thấy là người ta ăn sống luôn á. Sống dữ lắm. Có là mình ớn với người ta ớn hả? Tăng quen rồi. Mà ăn vậy mới... Mà người ta ăn mẹ rồi, quen rồi. Mình ăn bữa một mình ngán rồi. Bên mình là thích ăn bún riêu rồi, phở rồi đó nhiều hơn. Bởi vì với Tết không? Với Tết là người ta không ăn bữa sáng rồi. Tối. Mình ăn cái tối. Tháng ăn cái gì ngủ cốc. Giờ ăn bà ơi. Có giờ đi ngủ quá. Bánh mì xong quýt chín 10 giờ. Thấy được không? Ủa sao vậy? Ngon rồi. Không có đâu. Tại vì qua đây á, nó ăn giờ đó là giờ ở bển nè. Giờ ban ngày ở bển nè. Ăn ban đêm mình á. Chứ vậy bữa sáng á, người ta ăn nhẹ à. Nhiều khi ta ăn đồ ngọt nữa. Bữa sáng mình ăn chín mà sao nhẹ. Có là con là sáng này con không ăn nè, con chỉ ăn buổi trưa thôi, buổi tối với buổi sáng là con uống sữa, buổi chiều buổi sáng con uống sữa. Cái này vậy đâu mà dĩa cũng 70 ngàn. Nhưng mà bò đâu nhiều vậy? Ừ, bò ít hơn mà bây giờ 70 ngàn á, bây giờ dĩa 70 ngàn một phần á. Mà bò không phải bò này đâu. Bò ta mua bò chợ á, không phải bò này bò nóng ở đây làm á. Mặn quá. Tôi ăn là cái này không chứ tôi ăn bánh mì vô nữa là ăn hết rồi. Giờ ăn hết rồi. Dán tập đi được để còn đi tái khám nữa. Tôi còn mạnh giỏi mạnh đi mạnh mạnh nữa là nên hỗ trợ theo cái này.
Hình với mạnh nó hỗ trợ này nữa. Đúng không? Mạnh là mạnh hơn mình tập từ bữa, mạnh hơn hôm bữa đó mình tập á. Chứ không có nói đâu chịu nổi. Có nói cũng đỡ lắm. Chứ cái này tập phải đúng mà 3 tháng mới đi mới cứng được. Đợt 3 tháng người ta khám rồi. Mà con nghĩ là đợt tái khám sao là cho đi được rồi. Ừ. Con sữa vô chứ thắt lưng nhưng mà nó vẫn còn bị mỡ nha. Còn 19 ngày nữa. Từ đây khám. Trời nó yếu cũng lấy. Bê cái cá mình chở về. Cảm ơn cô Năm, cô bác sĩ rồi nữa. Đây, xong rồi, một bữa lo xay, rồi dưỡng, thèm. Không vậy là hai nồi súp à. Bữa lại hai nồi súp xương ống á. Tại vì để lấy tỷ cho ông ăn á. Bây giờ bác sĩ nồi thêm nồi nữa đó. Tại bác sĩ nói thiếu máu đâm ra mới thiếu máu á, nó sinh giờ rồi. Nó không có lấy lại sức được. Bởi vậy mấy nhờ mấy bữa nay ăn được mới tập được. Cái ăn được càng nhiều là coi như đi càng nhiều đó. Cái mà súp xương ống á là lấy tỷ cho ông ăn. Ăn đi rồi đặng cho nó bồi dưỡng như xương. Rồi cả nhà thì bữa nay là Thi cũng là làm cái món bò bít tết này cho bà ba bồi bổ máu huyết. Là cũng là thưởng cho bà ba tại hôm qua bà ba đi quá dữ. Nhưng khi bà ba chạy luôn rồi. Thế mà không cản là bà là bà chạy rồi. Cho nên là hôm nay là quyết định là vô bếp làm cho bà bán món bò bít tết này. Đó là cũng hy vọng bà bán sẽ chạy được sớm trong tương lai ha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha cả nhà. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Bye bye.